Trọng ơi. Hả? Cái gì cháu? Cho vay 300. Ờ, thế nhưng mà cháu khổ quá. Thằng này nợ thằng này 1.8 triệu, thằng này nhớ rồi. Thằng này không bùng một thằng này đâu mà sợ. Nhanh lên. 300. Thế là đi bao nhiêu nhỉ? 1.8 triệu với cả 300 là đi 1.9 triệu, 2 triệu, 2.1 triệu. Đấy. Có 2.1 triệu thì không biết tính à? Từ đây lên đấy chắc chỉ hết 100 thôi nhỉ? 100 là 100 thế nào? Con này còn đi 300 thôi. 300 á? Thế thôi vợ để anh gọi xe ở đây quen đi cho rẻ nhá. Ai gọi thì được đấy. Mà này, lên giặt nốt quần áo đi nhá. Làm ấm trà ngon uống đi Trọng ơi. Thầy cháu Hiển đấy à? Ừ, trà chú vừa pha xong. Làm mà mới đi. Nó khổ quá, trà chú vừa pha xong mà. Thế thì mới bảo làm mầm mới đi. Đây này, trà chú vừa pha xong, cánh nó còn chưa kịp nở thế này. Thế rót đi. À, nghe nói bác Giang Cám bác vừa sắm cho thằng cháu Hiển cái xe máy xịn đẹp lắm à? Xịn, cũng là xe máy mồm. Sao lại xe máy mồm? Này, cái hãng xe máy mồm nó là cái xe hãng gì ấy nhỉ? Nó là cái hãng của mồm ông Giang Cám ấy. Hứa lên như xuống từ năm ngoái rồi đã mua đâu. Thế mới biết là thằng cháu Hiển có ông bố làm sếp. Nhưng mà thằng cháu thiệt thòi thật ấy. Sếp, có mà là sếp xó. Này, chính cho bác Giang Cám này là bác ấy chứ còn. Bác mà biết kiếm tiền ấy, thì đợt tới này chú đảm bảo là ông Giang Cám có mỏ hốt bạc. Hốt bạc á? Ờ. Hốt bằng cách gì? Ô thế... Thế cháu không biết gì à? Tới đấy là toàn bộ cái khu này nhá, là người ta phá đi hết, người ta xây chung cư cao cấp nhá, mấy tòa cơ. Hiện nay dân ở đây là người ta đang gọi là tách hết cả sổ ra, được chưa? Xong người ta phải nhờ ông Giang Cám là xác nhận vào. Đấy, thế lúc đấy có mà thằng cháu có mà muốn mua ô tô đẹp cũng được chứ đừng nói là xe máy đẹp. Thật không? Thật chứ gì nữa. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ kiếm bằng cách gì? Nếu như thằng cháu muốn ấy, chú sẽ sáng tác cho cháu một cái kịch bản của nó là hoàn hảo luôn. Này, cháu cứ thực hiện đúng kịch bản. Lúc ấy cháu muốn mua ô tô đẹp chứ còn máy bay đẹp cháu mua được. Làm bằng cách nào? Chú bày cách cho cháu nhưng mà chú phải có một cái điều kiện. Nói. Điều kiện thứ nhất ấy, là thằng cháu phải thanh toán cho chú hết cái tiền mà cháu nợ. Còn điều kiện thứ hai ấy, là thằng cháu ít tuổi, thằng cháu trẻ mà chú thì già rồi. Thì cháu ăn nói với chú cho nó lễ phép. Chứ cháu cứ hỗn hào, chú cháu cứ sách mé như thế thiên hạ người ta nhìn chú người ta cười. Thôi được rồi, thằng này chấp nhận. Nói đi, nói luôn đi. Thế thằng cháu nợ chú bao tiền nhỉ? Thằng này nợ thằng này 2.1 triệu, thằng này nhớ rồi, không bùng đâu. Thế thì tiền của chú đâu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 8, 9, 10. 10 từ 200 là bao tiền nhỉ? 10 từ 200 nó là 2 triệu. Đây, 2 triệu cộng với cả 1 từ 200 nữa là tròn 2 triệu 1 xong nhá. À ừ, thế nếu thế thì của cháu vẫn còn 100. À ừ, đúng rồi. Giả lại 100 đi. Đây đây, của cháu đây. Xong nhá. Ừ. Nói đi. Chưa? Đấy. Tôi mà làm theo cách của ông nhá, mà không được việc nữa, là ông chết với tôi. Tao lại tạt chết cha cái thằng Hiển Cám này bây giờ. Tao vừa nói mày thế nào? Hả? Tao bảo mày bây giờ tao già cả này mày ăn nói hỗn ảo kiểu gì đấy? Phản ứng à? Này, mày có muốn xe máy đẹp không? Hả? Hả? Mày có muốn mua xe máy đẹp không? Có. Láo lếu đấy, vừa nói rất mồm xong thì bố láo toét thì bố mày không biết dạy mày. chú Trọng bình tĩnh. Cháu xin lỗi. Thôi được rồi, tao nói như thế thì mày cứ về mày thực hiện đi. Vâng. Nhá, đừng để tao thu hồi bản quyền kịch bản là mày chết với tao. Rồi, cháu thực hiện ngay. Rồi, thế chú bình tĩnh nhá. Cháu lấy luôn. Ừ. Thực hiện luôn nhá. Ừ. À mà Hiển ơi. Dạ. Chú nhờ cái.
từ sáng giờ chú chưa mở hàng. Có khi là ông Giang Cám là người thích ăn thạch. Mày mở hàng cho chú một thùng nhá. Một thùng luôn á? Ừ, xong. Xong. Bao tiền ạ? Thôi mà cứ đưa chú 300. 300. Ừ. Đây, 300. Ờ, chú xin. Ê, cháu lấy cái thùng này nhá. Ờ, cháu cứ bê đi. Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu, một buổi chiều gặp em ở phố nhà tiêu, nhường em vào trước, thế là yêu. Yêu. Ông mô ký vào bộ hồ sơ này để thằng này con đi xin việc. Thằng này dạo này khá quá nhỉ. Thế định nộp hồ sơ vào ngành nào đấy con? Ngành ăn cắp. Cái gì? Không tin à? Đọc hồ sơ thì biết. Hả? Bố có để cho mày phải đói khát thiếu thốn gì mà mày phải đi làm người ăn cắp hả con? Ôi giời. Đói chả đói, khát chả khát, nhưng mà thiếu thì nhiều lắm. Ông bố hứa mua cho con xe máy từ đầu năm ngoái, bây giờ đã mua chưa? Bố vẫn nói từ từ rồi bố tính. Đủ một cái mày đòi mua cái xe máy mấy chục triệu, bố lấy đâu ra bây giờ? Thế ông bố làm quan làm đếch gì? Bọn bạn con bố chúng nó cũng làm quan đấy kìa, chúng nó có thiếu cái gì đâu. Bố chỉ làm mõ chứ làm quan bao giờ đâu con. Ông bố làm mõ gõ ra đầy tiền, sao không đi gõ mõ kiếm tiền mua xe cho thằng này đi? Hiện này thu nhập của bố cộng với tiền lương hưu cũng chỉ đủ trang trải cho gia đình. Còn tiền mua xe máy từ từ rồi bố tính. Tôi không có tính toán cái gì cả. Ông bố ký vào kia đi để thằng này còn đi ăn cắp. Mày làm thế này thì mất hết danh dự của bố. Bây giờ bố chưa có tiền thì biết đào đâu ơi. Một là ông bố nghe theo con thì vài trăm triệu kiếm cũng dễ. Bằng không ấy nhá, thì thằng này sẽ đi theo con đường trong bộ hồ sơ kia. Chọn đi. Như thế nào? Nói bố nghe xem nào. Úi, không được. Không được. Làm thế này mang tiếng chết. Ông bố yên tâm, vô tư đi. Cứ làm cho khách của con đi. Không sợ mang tai mang tiếng gì cả. Mà làm cái này thu nhập lại cao. Tóm lại là không được. Ký đi. Ký nhanh lên, thằng này còn đi ăn cướp. Thôi, nốt lần này, bố chiều con nốt lần này nữa. Thế giờ em có nói cho ai bác nghe nhá. Sắp tới mà cái chung cư cao cấp nhà mình mà nó hoàn thiện đấy, úi giời, như cái tiêu chuẩn của em với bác ấy, hai suất là diện tích của nó phải tầm 300 m². Cái sự diện tích thì nó cũng bình thường thôi. Cái điều mà em vui nhất là cái khuôn viên. Mọi người bà con là tha hồ là chiều đấy là tập thể dục thoải mái. Hình như là trong chung cư nó có cả cái bể bơi ấy. Thế à? Em cứ tưởng tượng ra cái cảnh bác Bích chiều chiều cái diện bikini nhảy xuống bể thì cái chú này nước dành lên sàn trọng quá nhỉ. Tội chỉ ước mơ cái chỗ rộng rộng để treo tranh thì thôi rồi luôn. Mơ ước của bác quá nhỏ nhoi, lần này bác thực hiện luôn đi. Chú Nhục ơi. Dạ. Chú cho tôi hỏi thăm chú tí. Nhà tôi có 4 người, bây giờ tôi tách ra làm 4 khẩu rồi có được không hả chú? Được quá đấy chị. Thế bác tách chưa? Chưa tách đúng không? Chưa. Chết, sao lại giờ này còn chưa tách nữa thì bác phải khẩn trương làm cái việc đấy luôn đi. Dự án người ta lên hết cả rồi. Tôi mới nộp cái giấy xin xác nhận lên nhà bác Giang Cám thôi chứ chưa có tách tiếc gì cả. Ok thế à? Ừ. Ôi dồi ôi, thế thì bác phải khẩn trương về tách ngay đi nhá. Vâng. Này, chú Nhục ơi, như nhà tôi ý, bây giờ tôi mà đón mẹ con mỡ lên đây ý, thì có được là 2 khẩu như vậy chú nhỉ? Có chứ, thế tách à? Tốt. Thế à? Cái điều quan trọng ấy là bác Giang Cám nhà em ý, bác phải ủng hộ vợ chồng bác ừ. Nhá. Bác phải mang cái đơn đấy lên ừ. Xong rồi bác Giang Cám nhà em bác ấy xác nhận vào đấy ừ. Thì may ra mới được. Rồi. Thế bác đã gọi mẹ con nhà cái mỡ lên chưa? Chưa, tôi chưa đón. Thế đón ngay lên cho con gì nữa. Này, nghe chú Nhục nói gì chưa? Nghe rồi. Nói gì? Thì về quê đón mẹ con mỡ lên để tách khẩu. Ô hay, thế không về đây đón nên còn đứng đây làm cái gì nữa? Đi luôn bây giờ á? Ừ. Giờ này làm gì có xe mà về quê. Thôi để đến chiều. Ôi giời. À này chú Nhục ơi, chú tôi lại hỏi cái danh sách mà hôm trước tôi nộp cho bác Giang Cám ấy, với cả cái đơn của tôi ấy, thì bác ấy đã để ý gì đến cho gia đình tôi chưa hả chú? Cái vấn đề này thì em cũng không rõ lắm đâu, nhưng theo em được biết ừ. Thì bác Giang Cám nhà em ấy đợt này là bác ấy rất bận họp với cả cái chủ đầu tư ấy, để sớm hoàn thiện được tất cả các hồ sơ đấy. Việc này là bác phải nhanh chóng để bác thúc đẩy nhá. Thì chú giúp tôi, chú nói với bác thì nó khẩn trương lên. Vâng rồi, anh yên tâm. À, anh ơi,
Thế nhà mình đã xong xuôi chưa nhỉ? Giờ này mà chưa xong để có mở ăn cám à? Tôi á, lo xong từ tuần trước rồi. Ô, này, Nhã ơi. Nhã cho chị hỏi vợ chồng Nhục Nhã. Làm thế nào mà nhanh đấy? Ô, mà thể lệ là bao nhiêu? 3 triệu một sổ, thế thôi. Có 3 triệu một sổ rồi đấy. Thế thôi á. Công nhận là cái bác giang cám nhà em là bác ấy sống tình nghĩa. Ừ. Tình là nghĩa xóm thì có cái giá 3 triệu. Chứ không nên em nói các bác phải tiền khác. Ôi giời, có cái giá chết gì đâu. Bác Giang làm sao thế này? Hả? Hả? Hiền. Bố làm sao thế này? Ôi giời, chết rồi. Bố làm sao đấy cháu? Mặt bác 2 mét này. Bố cháu ốm nặng. Bây giờ cháu phải đưa bố cháu đi cấp cứu. Ôi trời ơi, sao không gọi xe cấp cứu vậy? Nhà cháu hết tiền rồi. Tôi gọi cho. Thôi, không kịp đâu, cháu đưa bố cháu đi. Này, Nhục ơi, bác Giang cám này bác đi mệt thế này lâu chưa? Em cũng không biết. Chiều hôm qua là còn ăn cơm với cả vợ chồng em. Thế à? Đến tối là đi họp với cả cái đội chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp. Chắc là mới thôi. Thế này thì được rồi. Thôi bây giờ thế này nhá. Tôi phân công ông Nhục cái công tác này đây. Ông thay mặt hội đàn ông những người sợ vợ toàn cầu nhá, ông thành lập một cái đoàn công tác phi thẳng đến viện để thăm viếng bác Giang cám. Phủi cái mồm. Thăm viếng. À quên. Thì thăm hỏi. Hỏi nhá. Thực ra là bản thân tôi, cá nhân tôi đến đây là tôi không có nhà cửa ở đây. Tôi đến đây tôi chỉ thuê mặt bằng thôi. Thế còn công cơ bản mới là có quyền lợi ở đây, chuẩn bị có cái chung cư cao cấp ấy. Nếu mà bác Giang cám bác không phê duyệt vào diện tích ở của từng người một mà thì còn lâu không, các bạn mới làm được. Biết rồi. Tôi biết là như thế. Chú con chú này. Sao? Sao họ bảo bệnh viện họ bảo thế nào? Sao? Bệnh viện giả về. Ôi giời, sao lại bảo về? Thế thì họ hết thuốc à? Không, họ còn nhiều thuốc lắm nhưng mà họ không cho uống. Ôi giời. Thế là bệnh nặng lắm à? Vâng, bố cháu gần 90 cân rồi. Thằng này đang hỏi là bệnh tình nặng hay không rồi. Này. Thế bây giờ cái danh sách mà để ấy thì bây giờ bác ấy ốm thế này thì làm thế nào? Ôi, em biết đâu. Thôi này, vợ chồng mình về khẩn trương để làm công bình viên tâm. Đầu tiên anh ấy... Đi về luôn. Anh ơi, vợ chồng mình lên luôn. Đứng lại đây để tôi vào tới một túi quả đã. Hay. Quá hay. Phải nói là ông Mô diễn sâu phết. Chuyện chẳng có bao giờ. Thế mà ốm như thật. Này, cái lúc mà đi vào quán lão Trọng đấy, lúc ông Bồ rên lên mà con cứ tưởng ông Bồ đi luôn lúc đấy cơ. Hả? Bản thân mình cũng mau nước mắt, khóc như cho cồn. Mày làm tao mất hết sĩ diện. Sĩ diện gì? Liệu mọi người có biết tao giả vờ không? Ý giời, làm sao mà biết được? Bản thân con là đạo diễn tay cầm kịch bản đây còn không biết, cũng chi là người ngoài. Có tiền thôi. Tiền đâu? Ông Bồ nằm xuống. Nhớ nhá, là phải diễn sâu như lúc này, nghe chưa? Ngập luôn cái này vào. Nhớ chưa? Chú ạ. Thế tình hình sức khỏe của bố thế nào rồi? Yếu lắm. Chắc là đợi giờ đẹp là đi rồi ạ. Tôi chết. Anh Giang ơi là anh Giang ơi. Mới ngày nào anh em một ngồi chén chú chén anh với nhau, sao bây giờ anh lại đến nông nỗi này? Hiền, thì bố mày bị thế này lâu chưa mà không thấy báo gì cho cô chú hả? Đấy thì bố cháu cũng đột xuất nên là có kịp báo cho ai đâu ạ. Mà tối hôm qua rõ ràng hai bố con vẫn còn tranh nhau con gà. Bố cháu còn ăn 7-8 bát cơm. Chắc là do đêm qua ông ấy mải làm cái xác nhận diện tích nhà ở cho từng hộ trong tổ, đâm ra là mệt quá nên quỵ hay sao ấy. Giang ơi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không phải cái gì cũng thuốc vào mồm đâu mà sao anh ăn khỏe thế anh Giang ơi. Chú đã nói với con rồi, có vấn đề gì là phải gọi điện thoại cho chú ngay, tại sao lại để cho sức khỏe của bố ra cái nông nỗi này hả? Anh Giang ơi, là anh Giang ơi, vợ chồng Nhục Nhã sang thăm anh đây, anh có biết không? Bác ơi, bác thấy trong người thế nào rồi hả bác Giang? Ôi giời, Hiển đây. Dạ. Chú thấy là cái tình hình sức khỏe này là không ổn rồi nhá, không qua được ngõ đâu. Chú ở đây thì bất tiện lắm, cô chú ra ngoài đợi, có gì thì cô chú vào viếng nhá. Cô đi về đây. Thế nhá. Vâng. Chú Nhục, cô Nhã. Chú Nhục ơi. Dậy.
Vợ chồng nhung Nhục Nhã này buồn cười. Cầm phong bì đến rồi lại mang phong bì về. Mong rồi dậy đi ông Bôi. Dậy đi. Dậy đi cho đỡ mỏi mồm. Về nào. Mang quỷ đến đây xong lại cầm về. Một cười. Tôi không à? Mất rồi. Tiền. Lại có người đến rồi. Có tiền. Làm xuống. Lại ông Bồ diễn nguyên như lúc nãy nhá. Nhớ nhá. Ván này không thể để trượt được. Có phong bì cái là phải đút túi luôn.